Xin chào các bạn, Vĩnh Phú đây ạ. Hôm nay thì C360 sẽ mời các bạn cùng gặp gỡ với anh Lian. Anh Lian là chủ nhân của chiếc Kia K3 động cơ 1.6 phiên bản tự động AT 2014. Anh Lian là một người bạn quen đã lâu của mình. Anh ấy khá kỹ tính trong việc chăm sóc và bảo dưỡng xe. Bản thân thì cũng sở hữu khá nhiều mẫu xe bởi vì anh ấy là doanh nhân. Anh ấy từng sở hữu đó là BMW 520, 650, 730, những chiếc Mercedes C200, E200 hay là Kia K3, Kia Forte Couple hay là SUV như là Mitsubishi Grandis, Ford Ranger và cả Ford Everest. Vậy thì câu hỏi đặt ra sau 6 năm, tại sao mà anh Lê Anh vẫn giữ chiếc sedan Kia K3 2014 AT 1.6 và hiện trạng chiếc xe hàng này sau 6 năm sẽ như thế nào? Tất cả sẽ có trong C360 trên FBNC. Mời các bạn cùng theo dõi. Mời anh ngồi. Chà, hôm nay cảm ơn anh đã mang con Kia K3 này đến đây. Anh em mình trò chuyện chút xíu về nó. Tại vì em rất là thắc mắc là tại sao anh đi nhiều như vậy, nhiều dòng xe, sở hữu nhiều xe khác nhau mà sau 6 năm anh vẫn lại giữ con Kia K3 này. Đấy, thì cái ấn tượng đầu tiên của anh về con Kia K3 cho tới bây giờ là gì, anh còn nhớ không? Chiếc Kia K3 này anh mua vào thời điểm năm 2014, chính xác là tháng 6 năm 2014. Và ở thời điểm anh mua, đây là mẫu xe thuộc phân khúc hàng C, nhưng mà có rất là nhiều tính năng cũng như option, đặc biệt là cái thiết kế bên ngoài. Nhìn tới thời điểm này, năm 2020, gần cuối năm rồi, nhưng mà cái thiết kế vẫn là rất là bền dáng và rất là đẹp. Đồng thời thì sau thời gian sử dụng thì anh thấy thứ nhất là xe an toàn nè, ai lái cũng được. Thứ hai là khả năng vận hành êm ái. Và thứ ba là bảo dưỡng rất tiết kiệm. Cái yếu tố quyết định là anh giữ lại mẫu xe này và bán đi nhiều mẫu xe khác. Phú biết không, để nghiên cứu và phát triển ngành công nghiệp ô tô á, thì người Hàn họ đã có hơn 70 năm họ nghiên cứu và phát triển. Đồng thời khi mà anh qua Hàn Quốc á, ví dụ như qua thủ đô Seoul, thì đến 90% người sử dụng xe là sử dụng xe Hàn Quốc. Chính vì thế chất lượng cũng như thẩm mỹ của những mẫu xe Hàn Quốc ngày càng được nâng cao. Và đó là lý do anh sử dụng chiếc xe Kia K3 1.6 AT tính tận thời điểm hiện nay. Vậy thì hồi trước thì tại sao anh lại lựa chọn chiếc này để mà anh mua năm 2014? Anh mua là đúng cái thời điểm nó ra mắt luôn đúng không? Đúng rồi, cái mẫu xe này là anh mua vào thời điểm ra mắt luôn. Và khi mà thời điểm anh mua thì chiếc xe này là một chiếc xe đáp ứng đầy đủ công năng, công nghệ và khả năng vận hành an toàn. Đặc biệt là gia đình thì ai cũng có thể chạy, dễ chạy, dễ lái. Và đặc biệt hơn là sau 6 năm thì chi phí bảo dưỡng rất là thấp. Rồi, bây giờ anh em mình nói chút xíu về ngoại hình đi. Hiện tại là sau 6 năm nè, nó cũng không hề móp méo gì hết, nó vẫn ổn định, mọi thứ sạch sẽ. Anh chắc mới đi spa tí thôi anh hả? Đúng rồi, trước khi lên thì cũng phải đi spa nhìn cho đẹp trai chứ. Thứ nhất là anh sẽ để xe ở trong mát thường xuyên. Và thứ hai là khi mà mình rửa thì mình sẽ chọn những cái chỗ uy tín để rửa. Và dĩ nhiên là mình sẽ sử dụng thêm hóa chất để mình có thể là giữ cái màu sơn, cũng như là xe không bị xuống màu. Hoặc là xe màu trắng là dễ nhất là ngã màu vàng. Anh sẽ chọn những cái điểm rửa và uy tín. Thì những cái điểm mà rửa uy tín, ví dụ những cái chỗ mà trước đây thì họ không có detailing, là những cái chỗ rửa xe chăm chút tỉ mỉ. Nhưng mà gần đây thì họ có những cái dịch vụ rửa xe detailing. Và như Phú thấy thì mẫu xe này nó có một cái thiết kế cũng thấy là cũng khá là đẹp. Thì thời điểm ra mắt thì chiếc xe này là chiếc xe được nâng cấp từ chiếc Kia Forte. Thì ở chiếc Kia Forte thì thiết kế nó cứng cáp, nhưng mà qua chiếc này thì thấy ngoại thất rõ ràng là nó mềm mại, mượt mà hơn rất là nhiều. Và đến bây giờ mẫu xe này chạy ra đường thì anh vẫn thấy cảm nhận được là nó có một cái vẻ đẹp rất là riêng. Mặc dù sau đó là thế hệ hiện nay là thế hệ Forte, thế hệ mới. Đây, cái phần xe này em thấy đó là bên hông là cảm biến sau, hình như là 4 cảm biến. Cảm biến sau của xe em trước là hình như 2 cảm biến. Cái phần LED, cái phần trên đó là phần cái mí, nó là mí LED. Nhưng mà LED. Đèn của nó, đèn giữa đó là đèn bi-xenon. Bi-xenon về cái độ sáng. Đúng rồi. Có len luôn. Độ sáng nó là sao anh hả? Độ sáng thì anh thấy xe khi mà chạy ở những đường, thí dụ anh đi Đà Lạt đi, thì độ sáng vẫn chưa phải là tốt như các mẫu xe hiện nay. Tuy nhiên là vẫn đáp ứng được cái khả năng mà chạy đường mà để của mình. Mẫu xe này là một mẫu xe có thể nói là chạy ở tốc độ chậm thôi, chứ không phải chạy tốc độ cao. Thứ nhất là khi mà chạy trên 120 thì sẽ có cảm giác bồng bềnh. Và thứ hai là máy 1.6, chính vì thế là khả năng tăng tốc nó cũng không quá tốt như những mẫu xe mà anh chạy trước đây, như là những mẫu xe hiệu suất cao như BMW 650 hoặc là BMW 520, thì đó là những mẫu xe tăng tốc khá là tốt và chạy khá là đầm. Đuôi sau thì đây là phần cản gió, thì Phú thấy phần cản gió là cản gió zin luôn nhé. Thì nó thật ra nó chỉ tạo nên vẻ đẹp thôi. Tuy nhiên phần nhìn phần đuôi sau nè, phía trên thì có cản gió, là phía sau thì cái phần mà cản sau á được ốp kháng màu. Trong cái xe phần phía sau nhìn nó thể thao hơn rất là nhiều.
Thì đó là những cái điểm nhấn mà anh thấy là ấn tượng. Là nó có công nghệ nó tốt thì dưới là camera lùi nè, camera lùi 4 cảm biến sau, cộng với lại phần là cái đèn sau là đèn thường thôi chứ nó không có LED gì, nó không có phải là quá mới mẻ nữa. Đèn sau thì ở thời điểm năm 2014 thì đèn sau vẫn có đèn LED. Cái LED mà ban đêm thì có một vòng LED xung quanh. Thì đây là một cái điểm cũng khá là hay ở cái thời điểm 2014. Đa phần là xe thì đa phần là đèn, mà đèn bình thường thôi chứ không phải là đèn LED. Cửa sổ trời nè. Có cửa sổ trời nè. Và một cái điểm ấn tượng thời điểm anh quyết định mua mẫu xe này, đó là mẫu xe hạng C mà có chìa khóa thông minh. Mình chỉ cần để vào túi thôi, và mình bước đến gần thì tự động kính sẽ mở ra. Và chìa khóa thời điểm đó, thật ra là cái thiết kế này là một thiết kế rất đột phá so với cái chìa khóa của chiếc Forte. Thì anh cũng có một chiếc Forte trước đó, thì chìa khóa thực sự là rất là đẹp. Đèn sương mù thì sương mù được thiết kế đặt ở phía bên dưới, cũng là đèn sợi tóc bình thường. Tuy nhiên một cái điểm mà Phú thấy ở phiên bản 1.6 và phiên bản 2.0, đó là mâm 17 inch lốp Continental. Thực sự lốp Continental là anh cũng rất là ngạc nhiên, là lốp xịn thôi. Lốp rất là xịn, và thay lốp, anh mới thay lốp thì lốp cũng là lốp Continental và bán giá rất là phải chăng, chỉ còn 3 triệu mấy một lốp thôi. Anh lúc trước khi mua thì anh nghĩ là lốp này phải là lốp của Hàn Quốc, nhưng mà thật ra là lốp Continental là lốp đến từ Đức. Tính ra lốp này anh mua anh bao lâu rồi anh mới thay cái lốp? Anh chạy 5 năm rồi anh mới thay lốp. Hệ thống treo thì ở mẫu xe này áp dụng hệ thống treo của MacPherson. Phú biết không, hệ thống treo MacPherson là hệ thống được áp dụng trên hầu hết các xe, ngay cả những cái hãng xe sang như là xe đến từ Đức thì cũng áp dụng cái hệ thống treo của MacPherson. Và đây là một cái hệ thống có thể nói là điển hình trong hệ thống treo, trừ những cái hãng mà áp dụng hệ thống treo khí nén thôi. Còn hệ thống treo MacPherson thì nổi tiếng cái là thứ nhất là êm ái, thứ hai độ bền rất bền. Đến bây giờ thì anh chưa thay phục bao giờ mà xe vẫn chạy rất là êm ái, 6 năm rồi. Rồi thì bây giờ anh em mình vào trong thôi, bây giờ mình coi cái nội thất như thế nào sau 6 năm. Đặc biệt là cái mà em quan tâm nhất đó là cái cảm giác mà mình ngồi trên chiếc xe này sau 6 năm này, cái động cơ nó còn êm ái như là anh vừa mới nói hay không. Rồi mời các bạn nha, xe 360 chúng ta đi nào. Lên anh, hiện tại là cái hiện trạng xe của mình là anh mua cái con K3 này là hồi năm nào anh? Là anh mua K3 vào tháng 4 năm 2014. Tính ra tới nay là khoảng hơn 6 năm rồi. Và hiện nay tình trạng hoạt động của xe là chạy hơn 32.000 cây thôi. 32.000 cây hả? Rồi. Cũng ít lắm chứ. Anh chạy không nhiều chứ con này đúng không? Con này thì anh lấy là chủ yếu là ra phố và đi lòng vòng gần thôi chứ không có đi xa lắm. Thường nếu mà đi dự án thì sẽ đi bằng những chiếc xe gầm cao. Và đi xa thì cũng có một cái chiếc xe khác để đi. Còn chiếc xe này lanh quanh trong phố thì đi chợ là chủ yếu. Cái lý do mà anh mua cái xe này á, là khi đó thời điểm 2014 cái xe này là xe thuộc phân khúc hạng C nhưng mà đầy ắp công nghệ luôn. Màn hình cảm ứng trung tâm thì so với thời điểm hiện tại thì có thể là không quá nhạy và không quá mượt. Tuy nhiên so với thời điểm 2014 đây là một cái màn hình có thể nói là được lắp rất là nhiều dòng. Giống như là bên Mazda thì có gắn cho Mazda 6, Kia K3 hoặc là các dòng Kia thì cũng có gắn màn hình này. Và đây là một cái màn hình được Trường Hải họ nghiên cứu và phát triển luôn. Màn hình này theo anh tới bây giờ 6 năm rồi mà vẫn rất là tốt và sử dụng vẫn rất là mượt mà. Và có cái tức cười là nghe tiếng bíp bíp và hơi lâu thôi. Tuy nhiên thời điểm giờ thì lâu nhưng mà cách đây 6 năm thì nó cũng đến nỗi quá lâu. Và một điểm nữa là rất là hay Phú, đây là có tích hợp GPS luôn nha. Đúng rồi, dẫn đường của Trường Hải và mỗi lần thì bảo dưỡng thì có cập nhật bởi Trường Hải. Đây là một cái dịch vụ rất là tốt. Hệ thống của Trường Hải là cập nhật trọn đời luôn. Có những cái giao lộ ví dụ đang sửa chữa thì khi mà mình đến bảo dưỡng thì những cái giao lộ đang sửa chữa cũng sẽ được cập nhật trong cái bản đồ này. Rồi em thấy là nó có tọa độ, bản đồ, rồi đài FM, định vị GPS, rồi sau đó là thẻ nhớ, có đầu đọc USB, có auxiliary có thể là kết nối điện thoại. Đúng rồi. Có ở trước này thì Phú thấy hay là ở trước là có hai cái cổng sạc 12V luôn. Thường cái thời điểm đó thì cũng sẽ rất là ít. Xe có hai cái cổng sạc 12V giống như chiếc này. Chỉ có một cái điểm mà anh không hài lòng là những cái chi tiết mà xung quanh cái hộp số này thì đúng rồi, thời gian thì nó có bị lão hóa rồi và nó rất là dễ trầy. Cũng giống như những cái nào mà bọc một cái màn nhựa bên ngoài á thì thấy nó rất là dễ chạy. Còn những cái phần mà khác bằng ví dụ bằng
tắp bi nè, hoặc là những cái phần hộp lạnh nè, thì Phú thấy 6 năm rồi mà điều kiện như thế này thì anh nghĩ rất là tốt. Ở trên đây thì ốp da công nghiệp này nhìn cũng rất là mượt, không đến nỗi quá tệ cho một cái xe hơn 6 năm tuổi rồi. Thời điểm mà Lan mua chiếc xe này thì thật sự là phần vô lăng là phần ấn tượng nhất. Rất là nhiều nút trên vô lăng mà đến thời điểm hiện nay thì nó vẫn hợp thời. Ví dụ có chức năng là chức năng điều khiển radio hoặc điều khiển tính năng giải trí vào vô lăng nè, tính năng kết nối điện thoại bằng Bluetooth và có thể là nghe gọi trên vô lăng vô cái màn hình trung tâm của mẫu xe này. Và còn một cái điểm rất là đặc biệt đó là tùy chỉnh cái chế độ lái bằng cách là mình có thể bấm một cái nút ở trên vô lăng nhỏ nhỏ như thế này, thì mình có thể điều chỉnh chế độ lái normal nè, chế độ sport nè, hoặc là chế độ comfort chính xác. Thì đó có thể điều chỉnh chế độ lái, đồng thời thì cũng có cruise control này. Vậy đó hay không, đã có cruise control rồi. Cruise control đây tôi thấy có rất là nhiều tính năng trên một cái mẫu xe, mà mẫu xe này là mẫu xe phổ thông nhé, mà cách đây cũng rất là nhiều năm rồi, chính vì thế anh rất là thích cái mẫu xe này. Rồi hiện tại đó thì em thấy đó là ngồi, nếu mình ngồi ở phía sau á, cái phần mà để chân ghế của em là cũng thoải mái lắm, thực sự cực kỳ thoải mái luôn, các bạn thấy không? Là mình cao khoảng tầm 1m78 thì mình vẫn còn dư được một khúc khoảng tầm bao nhiêu đây để mình thoải mái đó, mình ngồi dựa ra cũng được. Ở đằng sau Phú thấy luôn nè các bạn, đây có hai dàn lạnh độc lập ở đằng sau. Ở trên này thậm chí mình có hai vùng lạnh độc lập nè Phú, bên mình có thể một nhiệt độ khác nhau và bên hành khách có thể có một nhiệt độ khác nhau. Và cộng thêm là hệ thống này là hệ thống clean air luôn nha. Ở thời điểm này chỉ có mẫu xe của Mercedes, BMW, Porsche là có hệ thống clean air và cộng thêm mẫu K3 này nữa. Nếu mà bảo dưỡng mà mình không có thay thế thì mình chỉ bảo dưỡng nhỏ thì chỉ có thay nhớt nè, lọc nhớt nè và lọc xăng và định kỳ á, thì mình thay tầm khoảng đâu đó khoảng 1,5 triệu thôi. Và lần bảo dưỡng nhiều nhất của xe này thì chưa trên 6 triệu. Chưa trên 6 triệu, tức là chưa bao giờ trên 6 triệu và thông thường là chỉ có 1 triệu mấy thôi. Khi mà mình bảo dưỡng một xe này đem vô hãng Kia và mình cầm 10 triệu là mình hoàn toàn yên tâm, nói muốn thay gì thay đó đi. Ngược lại với cảm giác anh đi vô BMW cầm 10 triệu nó không dám thay gì, nó hỏi cái này có sửa được hay không hay là phải thay. Thay là coi như hú hồn liền. Thí dụ kỳ rồi anh có thay một cái cản của BMW đi, cản sau đi, khoảng vài chục triệu. Cái đó là chuyện bình thường. Còn nếu mà chiếc xe này thì sơn dặm lại thì cũng có triệu mấy, rất là rẻ. Nên thực sự đây là một mẫu xe cực kỳ thích hợp để mình có thể mình đi trong phố, mình đi dạo, hoặc là mình không cần tốc độ cao, mình đi mình cứ thoải mái mà mình đi thôi. Thì đây là một mẫu xe cực kỳ hợp lý. Yêu cầu vừa phải thôi, không cần phải yêu cầu cao về tốc độ, không cần yêu cầu cao về sự sang trọng, nhưng mà cái từ tiện nghi thì nó vẫn đáp ứng được đầy đủ sau 6 năm trời các bạn ạ. Sau 6 năm trời nó vẫn tiện nghi. Vẫn rất ổn. Và đây là cái mic. Cái mic, đúng rồi. Lát kết nối điện thoại vẫn rất ổn. Vẫn điện thoại Bluetooth auxiliary có cả chỗ để khiến nữa. Đúng rồi. Vẫn rất ổn, mấy cái đèn này vẫn rất là ổn đúng. Tại vì bảo dưỡng định kỳ nên họ đều kiểm tra lại trong ngoài hết. Nếu mà tính là em thì em đánh giá chút xíu là cái phần sàn này thì ok, sau 6 năm thì nó không bao giờ nó đẹp được. Hiện tại là nó đang hơi bị bạc màu chút. Cái điểm mà xuống nhiều nhất ở mẫu xe này đó là phần ghế. Thì da 6 năm trước có thể là nó không có xịn như các loại da bây giờ. Là da bây giờ ngồi thì nó không bị hiện tượng bóng bóng như vậy. Nhưng mà cái này nó bóng lên nhiều quá nè. Mẫu xe này thì chạy không nhiều, 6 năm mà anh chạy khoảng 33.000 cây thôi. Tuy nhiên ghế thì nhìn nó rất là bóng và nhìn nó rất là cũ. So ra thì anh cảm thấy vẫn hài lòng sau 6 năm không? Cảm nhận của anh về mẫu xe này sau 6 năm, về chi phí, về vận hành, về bảo dưỡng, thì anh đánh giá mẫu xe này được 8 điểm. Và đó là lý do anh vẫn giữ mẫu xe này. Mặc dù trước đó anh có sở hữu BMW Series 5 520 nè, 650 nè, 730 nè, nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì anh phải bán, tại vì thực ra là chi phí vận hành nó cao quá. Rồi, ok, đó là phần nội thất ở bên trong. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu xem đó là cái phần hoạt động của xe, đi trên đường cái cảm giác như thế nào, cũng như đó là tiếng gầm gừ của xe, cái tiếng máy nó có to hay không. Cái đó là một cái phần cực kỳ quan trọng dành cho những mẫu xe mà đã qua một thời gian sử dụng. Chúng ta nghe thử coi là cái âm thanh như thế nào. Thấy nó vút, nó vẫn vút lên, tiếng máy bắt đầu hơi to. Hiện tại là tốc độ bao nhiêu anh ạ? Tốc độ thì đây là 80, 70, 80. Thật ra là Phú thấy tăng tốc thì nó không nhanh, tại vì mẫu xe này là mẫu xe sử dụng động cơ 1.6, hộp số AT 6 cấp và công suất thì chỉ hơn 100 mã lực một tí. Nên Phú thấy khi mà anh thốc ga thì cảm giác là cái xe nó khá là chậm và nó không quá nhảy ga. Tuy nhiên về máy thì so với thời điểm ban đầu thì cảm nhận là máy không có xuống quá nhiều so với thời điểm ban đầu. Thứ hai là đến thời điểm giờ thì cũng chưa nghe máy có những tiếng lóc cóc.
Nhưng mà em thấy là mỗi lần mà anh đi ngang qua cái G, nãy mình vừa mới đi ngang qua G cầu á, thì nó vẫn nghe cái tiếng đó, cục. Nên vẫn có cục, thì cái nghĩa là cái phần mà hệ thống phụ nhúng, mà, phụ nhúng của nó. Phụ nhúng thì sau một thời gian hoạt động á, thì phụ nó sẽ có hiện tượng nó bị xẹp suốt. Đặc biệt là những cái phụ lò xo á, thì thường á là sau một thời gian khoảng 10 năm, đâu đó 10 năm thì phụ nó sẽ có hiện tượng chảy nhớt. Thì lúc đó là tới thời điểm là mình sẽ thay. Tuy nhiên thay phụ ở Kia thì nó cũng là một cái chi phí rất là nhỏ thôi, nó chỉ khoảng 1 triệu mấy, 2 triệu. Ôi trời, giá quá tốt vậy anh hả? Rất là nhẹ và rất là đỡ suy nghĩ. Không như phụ những chiếc xe sang đến từ Đức có thể lên tới 40-50 triệu một cây, mà mỗi lần thay 4 cây là hết 200 triệu thì thực sự là một chi phí đáng để suy nghĩ. Thì tính ra nãy giờ là mình đang đi ở tại khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì khu vực này một ngày thứ bảy cuối tuần thì nó cực kỳ là êm ả. Nên chắc là mình phải ra đường lớn để mình xem, là em cũng muốn nghe thử là cái phần cách âm của nó. Hiện tại là cách âm về khoang máy là em thấy là rất là ổn rồi đó. Về mẫu xe này thì khi mà mình đi ở cao tốc hoặc là mình đi tốc độ cao thì nó sẽ có cảm giác bồng bềnh. Đây bây giờ mình qua cái G nè, đó. Nó cũng không đến nỗi là nó nghe cọc cọc hoặc là nó nghe lục cục ở phuộc. Là nó chỉ có một lần khi qua cái G đó thì nó có cục một cái thôi. Thì 6 năm, ở một chiếc xe vận hành 6 năm mà điều kiện đường xá Việt Nam ổ gà nhiều như thế thì anh đánh giá đây là một cái phuộc cũng khá là ổn định. Các bạn đã lái xe Đức rồi thì các bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt giữa xe Đức với xe Hàn là cảm giác lái. Cảm giác lái của chiếc xe này thực sự là nó không có quá thực. Đặc biệt là các chế độ, khi mà chỉnh lên chế độ Sport thì tay lái cực kỳ cứng luôn. So với những chiếc xe cùng phân khúc thì đây là một cái xe được đánh giá thời điểm đó nhé, là một chiếc xe có cảm giác lái rất là tốt. Nhưng mà sau 6 năm thì anh thấy là vô lăng nó có nặng nề hơn hay không? Anh thấy vẫn rất là chính xác, mượt mà. Cái độ nhạy thì nó không quá nhạy thôi, tuy nhiên nó vẫn đáp ứng được rất là tốt cái nhu cầu lái của mình hàng ngày. Xe Hàn chắc trước giờ cũng chưa có được điểm mạnh về cái phần là cách âm xe anh hả? Đúng rồi. Về mẫu xe này ngay thời điểm mới ra mắt thì đã không được đánh giá cao ở phần cách âm rồi Phú. Yeah. Thì Phú có thể thấy là khi mà mình chạy ở Nguyễn Văn Linh thì tiếng ồn từ dưới bánh xe nè, tiếng hộc bánh xe, thậm chí là những cái tiếng ngoài đường thì nó vọng vô rất là nhiều. Và trong xe rất là nhiều cái tạp âm từ bên ngoài vọng vào. Yeah. Thậm chí là tiếng máy thì nó cũng khá là to. Thì khi mà lên ga thì mẫu xe này là mẫu xe máy 1.6 i4 và hộp số 6 cấp. Chính vì thế là cái khả năng tăng tốc của xe nó không phải là quá nhanh và quá nhạy, thì nó vẫn có cái sự trễ ga nhất định ở các dòng xe này. Tuy nhiên khi mà anh thốc ga thì cái vòng tua nó lên nó khá là cao, thì nó sẽ gây cái cảm giác ồn và cảm giác hơi khó chịu. Ở đấy mình đi ngang qua mấy cái mô á, mấy cái mô của cái đường á, tại vì cái con đường này xe container hơi nhiều á, nên em thấy bánh nó cũng hơi trào trào đằng sau á anh. Đúng rồi. Anh có cảm nhận được không? Cái xe này thì cái độ bồng bềnh trong xe thì nó có, đặc biệt là khi mà anh thử xe này lái ở đường cao tốc rồi chạy trên 120 á, thì thấy nó rất là phiêu. Nó rất là bồng bềnh và nó cảm giác nó không an toàn. Không có như những mẫu xe Đức. Mình đã chạy autobahn, anh đã chạy bên autobahn thì anh thấy mẫu xe đến từ Đức, ví dụ như là BMW, Mercedes thì mình chạy 230, 240 vẫn thấy rất bình thường. Tuy nhiên mẫu xe này chạy lên 120 là hết dám chạy rồi. Các bạn nếu mà có nhu cầu mua một chiếc K3 cũ thì theo Lan thì đây là một mẫu xe cũng đáng cân nhắc. Tại vì giá thị trường của một chiếc xe này tầm đâu đó khoảng 350 tới 370. Hiện tại triệu. Trong thời điểm 2020. Đúng, trong thời điểm 2020 thì nó tầm khoảng đó, thì đây là một mức giá hợp lý để sở hữu một chiếc ô tô cũng có nhiều option này. Tiện nghi, chi phí vận hành rẻ và chi phí bảo dưỡng cũng rẻ luôn. Mình đổ, ví dụ Lan đổ 800-900 tiền xăng đi thì có thể đi được 600 cây số. Ôi chà, thì ngon quá. Kinh tế, thậm chí 6 năm rồi vẫn kinh tế, bảo dưỡng rẻ, thì đây là một xe đáng để cân nhắc. Và lý do Lan giữ mẫu xe này chính là vì lý do đó. Thứ nhất là vận hành, thứ hai là bảo dưỡng, và thứ ba là cũng tiện nghi. Nhưng mẫu xe hiện nay cũng có kết nối, cũng có màn hình trung tâm, hệ thống lọc là hệ thống lọc không khí sạch, thì đó là những cái điểm mà giữ. Xin cảm ơn Lê Anh rất nhiều với chuyến hành trình ngày hôm nay với lại em Kia K3 2014, một chiến binh từ năm 2014 của anh. Nhưng mà nếu mà nói về chiếc xe anh hiện tại anh đang đi nhiều nhất là chiếc nào? Chiếc anh hiện tại đang đi nhiều nhất là chiếc VinFast Lux A2.0. Thì vậy thì lần sau anh em mình lại review VinFast Lux A2.0 anh nhé. Ok, sẵn sàng. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn với lại số lần sau với Vĩnh Phú và anh Lê Anh cùng với lại VinFast Lux A.0 trên xe 360 của FPNC. Xin chào, bye bye.